Chào đón các bác đến với lại clip test giới thiệu đến các bác đôi loa. Đôi này phải gọi là dòng xấu xấu bẩn bẩn. Đôi này là xấu xấu bẩn bẩn đấy ạ. Một đôi loa phải nói luôn là cũng thuyết phục được những đôi tai khó tính lắm mà các bác bỏ quên. Con này thì thật ra là em chưa test, em chỉ giới thiệu ở trên trang cho các bác là giá bao nhiêu, hình thức thôi. Còn chưa test, hôm nay em test cho các bác nghe. Mức giá báo luôn cho bác này, mức giá giật mình luôn 6.900.000. Con loa, loa gì em đọc luôn này. Loa Fisher. Đây, các bác nhìn nhá. Đôi loa Fisher XP66B. XP66B. Loa Fisher, loa cổ. Riêng đối với lại dòng loa Fisher cũng như âm ly Fisher thì nó quá nổi tiếng rồi. Quá nổi tiếng. Con này được thiết kế 1 bát 30, gần mút, chung giấy, tép giấy. Đấy. Hai con này thì cái con bên trái, tay trái thì cái mặt gỗ của nó không được sái như con này. Thì đối với cái mặt gỗ này thì báo cáo quý vị là nó như kiểu gia đình mình dùng ấy. Một con đặt ở bên ngoài cửa sổ sáng, hoặc một con đặt trong tối chẳng hạn, hay một con đặt ở gần cái cửa bếp chẳng hạn, thì nó sẽ tự nhiên cái màu nó khác. Ví dụ như nó dính khói các thứ. Cái đấy, những cái này các bác có thể làm đơn giản, làm trong tầm tay, bởi vì những cái kia chỉ nhấc loa là ráp là nó lại thôi. Còn nó không quan trọng, quan trọng nhất là chất loa và độ zin. Đôi loa này 6.900.000 ấy, mời quý vị đến bản test. Nó, em báo cáo quý vị là nó vượt cực kỳ xa tầm tiền. Quý vị nghe đôi loa này, quý vị nghĩ là nó phải tầm mười mấy triệu. Bác nào thích nghe dòng chất âm, chất bát của KLH này, AR hay Avon, con này nó phê như vậy luôn. Mời các bác đến bản test. Em sẽ test trực tiếp từ TV Internet xuống luôn. Chiều mức giá 6.900.000 ạ. Chiều cao con này khoảng 60, chiều ngang 38, sâu khoảng 30 chút. Mời các bác đến với bản test luôn. Các bác đeo tai nghe giúp em nhé. Em quay bằng cái máy quay này nên các bác nào muốn nghe chi tiết chất hay, bác đeo tai phone và tai nghe vào giúp em thì các bác nghe được rõ nét nhất.
như thế này mà cũng mê đôi loa xấu xấu bẩn bẩn này. Nó luôn là xấu xấu bẩn bẩn. Thật là loa cổ. Loa cổ thì màu gỗ nó sẽ mờ, nó nhạt theo thời gian. Những cái này chỉ làm phút mốt thôi, vét ni lại cái là xong các bạn, hoặc là ráp qua cái này nó về gỗ màu gỗ bình thường là vét ni lại đẹp thôi. Nên em gọi là đôi loa xấu xấu bẩn bẩn. Nó xấu thật, nó bẩn thật, nó xấu đây là nó do lâu ngày gỗ nó xỉn màu. Muốn đẹp thì vét ni lại, đánh giấy ráp đi, cái đấy thì làm trong tầm tay. Còn đôi loa này chất âm thì không thể chê được. Sau đây mời các bác đi sang với dòng nhạc có lời, em mở cho bác nghe nào. Thấy các bác thích nghe hay thích nghe gì, Hồng Trúc các bác nhé, mời Hồng Trúc cho bác nhé, mời các bác Hồng Trúc này. XP66B này thì sao? Nó vượt xa cả AR với lại KLH nếu so với tầm tiền. So với tầm tiền là sao? So với tầm tiền là ví dụ quý vị mua con đôi KLH với mức giá 6.9 triệu như này và đôi AR 6.9 triệu như này thì con này nó đánh bay hay con kia luôn với tầm tiền nhé. Báo cáo quý vị đây, không có đôi KLH nào với đôi AR nào với tầm tiền như này mà đánh được hay như thế này cả.
đấy. Nên là cái thứ nhất là đôi loa này xấu xấu bẩn bẩn nó rẻ, nó rẻ cho quý vị, nó không phải xấu đâu, em nói vui cho hài thôi, xấu gì đâu. Đôi loa này thùng là gỗ thịt, gỗ thịt thì về các bác vét ni rồi các bác đánh dây giáp thoải mái, sau vét đi lại đẹp như mới luôn, như gỗ mới, như ta bảo lớp gỗ mình bào đi hoặc là mình giáp đi đấy, nó đẹp, xong là vét đi lại. Cái thứ hai là tầm tiền em báo rồi đấy, quá xa với tầm tiền nhé. Các bác cứ để ý hiệu em là em đang so sánh là ba đôi loa AR và KLH và đôi loa này, ba đôi mua bừng bằng một mức giá với nhau thì con này nó chất, nó gọi là cụ tổ của những con kia. Những con kia mà với tầm tiền như này không bao giờ lại đến con này. Cái thứ nhất là loa KLH tầm 6,9 triệu thì bát nó chỉ có 25 thôi. Đấy. Còn AR và bát 30 này thì không có. Nên con này nó đánh đứt, đánh bay. Và nói luôn là cái đợt để đầu tư tài chính đối với đôi này thì đầu tư tài chính nó quá nhẹ nhàng, quá rẻ cho những bác nào mới chơi âm thanh, dễ ghép với tập chơi âm thanh, đầu tư tài chính thấp và chất lượng âm thanh thì đối với đôi này nhạc cổ, nhạc gì nó yêu, quá mê. À, vừa rồi là toàn bộ clip giới thiệu đến quý vị đôi loạt KLH, đôi loạt Fisher model XP66B có mức giá là 6,9 triệu. Hẹn gặp lại quý vị clip sau.